bệnh gì mà uống thuốc Tây không hết, thuốc Đông không hết, thuốc Nam không hết, thuốc Bắc không hết. Tôi không phải học bác sĩ mà giờ thuốc nào tôi cũng rành tên, rành dược hết trơn á. Uống riết không hết bệnh. Tẩu quả nhập ma chết nè. Trời ơi, tới nữa rồi. Trời ơi. Trời ơi. Anh Nam ơi. Trời đất ơi, bộ tính mở đại lý thuốc hay sao mà thuốc me đâu mà quá trời không biết nữa. Anh Nam à. Anh Nam ơi, có từ tới nè anh Nam ơi. Trời ơi, từ. Trời đất ơi, cái gì đâu mà thuốc men bày ra tùm lum vậy? Trời ơi, tôi làm cái gì mà tôi vô tôi la quá trời la. Ủa, anh Nam làm gì ở dưới mà để tôi réo tôi gọi quá trời vậy anh tôi, Nam? Tôi đang giải quyết chuyện riêng của tôi. Anh giải quyết chuyện gì vậy anh Nam? Thì cái chuyện mà tế nhị á. Chuyện tế nhị là chuyện gì vậy anh Nam? Thì cái chuyện tế nhị là cái chuyện mà không có nói ra được. Chị không nói ra làm sao tôi biết giải quyết chuyện gì tế nhị? Trời ơi, là cái chuyện mà tôi đi giải quyết tâm sự của tôi nè. Tôi đồ quỷ sứ à. Ba cái chuyện đó tế nhị phải nói ra chứ tôi nghe mắc cỡ. Người ta còn con gái mà nói nghe mắc cỡ quá. Trời ơi, con thấy ghét không? Mặt già cúp thùng thiết luôn á, làm như ba còn gái mới lớn. Già chưa chồng cũng còn ấy, còn ấy vô. Tự nhiên đó ba chị nó mắc cỡ chứ. Rồi. Nghe nè. Gì? Đi qua đây đem đồ bồi bổ cho Nam. Ôi, thấy trong người sao rồi? Thì cũng vậy, uống đống thuốc luôn nè, có hết đâu. Nam nói tôi nghe nè. Tôi quá vợ Nam mà chưa chồng. Mà Nam cứ lui tới gì hoài, bà con lối xóm người ta nói chết à. Nói gì trời đất ơi, nói sao nói được. Bộ đi giật chồng giật vợ người ta sao? Trời thì ơi. Người chưa chồng người chưa vợ thì có quyền tìm hiểu tiến tới yêu nhau chứ. Tôi ngại người ta nói rồi cái nói kệ mà... người ta. Rồi sao giờ mình mấy cảm thấy sao rồi? Trời ơi, sáng giờ đi 80 chát rồi đó. Ơi chắc mệt. Ê rồi. Mình ê mấy hết trơn rồi. Hả? Cái gì? Đi vô hả? Vô đâu mà vô. Lại tôi bóp. Ê, trời bóp cái gì? Bóp lư trời ơi. Trời ơi, lớn rồi. Nói cho nó đàng hoàng tự nhiên bóp bóp. Ấy thằng bạn mà đau chỗ nào? Dai nè. Dai phải không? Ờ. Bổ ghê vậy. Trời được chưa? Ơi. Trời ơi. Chắc chứ. Xin lỗi. Nói tới cái bệnh đi nhớ. Ờ. Nhớ con bé hai không? Cái con mà nhiều chuyện như cái xóm này phải không? Nhiều chuyện nhưng mà nó cũng tốt, nó bị có cái miệng xấu thôi à. Trời ơi. Ta nói giờ nó nói với lại tôi là để nó chỉ cho Năm cái chỗ mà trị bệnh nào đó mà cho nó bệnh mà thiếu điều là chết rồi đó. Ổng còn môi lên sống lại được nữa mà. Ừ, có nói nó rồi, nói nó đâu ấy mày rảnh mày qua bên chú Năm á. Rồi mày chỉ chú Năm đi rồi ấy tao chở chú Năm đi. Trời ơi. Ôi cha mẹ mày, trời ơi mày. Trời ơi trời, mày giết tao, mày giết tao bé Hai ơi. Mày ác quá bé Hai. Trời ơi. Tao bệnh mà mày hù tao. Bây giờ tao hết hồn cho mày vui nè. Có sao không? Mày làm cái gì mà bất nhân vậy? Mày vô mà làm mày không lên tiếng, mày hù cái hết hồn vậy? Trời ơi, con lên tiếng rồi sao con thấy được cái cảnh tượng tình tứ này? Cái gì mà tình tứ? Tụi tao là không có cái gì mà phải mà lén lút á. Tụi tao là đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Trời ơi. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Bởi vậy hai người lên tình tứ đâu có thấy con vô. Tao nghe Tư nói mày biết cái chỗ nào mà ông thầy nào trị hay lắm phải không? Con nói chú Thím nghe nè, chú Thím nhớ cái mà khu vườn kỳ lạ ở Tuốt Luốc không? Trời đất ơi. Tao tưởng cái chuyện gì, cái vụ đó báo chí lên án hà rầm. Ôi đồ giỡn mẹ ơi. Bây giờ thay đổi rồi. Bây giờ là thiên sứ người ta chữa bệnh là hết bệnh liền. Trời ơi. Mà chữa bệnh bằng cái gì? Cái gì? Bằng thuốc hả? Không. Không bằng cái gì hết. Chứ bằng cái gì? Chỉ bằng cách ngồi thiền thôi. Ngồi thiền. Ngồi thiền xong cái hít thở cái luồng không khí ở trong cái khu vườn đó. Xong rồi ha, bắt đầu cái uống cái nước thánh. Cái nước thánh ở đâu? Ở trong cái giếng mà người ta móc ngay chỗ mà trong cái khu vườn đó luôn á. Ta vét ở trong đó đó, có cái nước thánh, cái mang về uống. Đó, trị nào là đau lưng nào, nhức mỏi nè, nhức đầu mà mệt mỏi. Mà Thím biết không? Ngay cả cái bệnh mà ung thư thời kỳ cuối đó Thím, mà trị hết luôn á. Tao uống biết bao nhiêu thuốc rồi á, còn không hết nữa. Cái ông thiền sứ đó là ăn nhầm gì? Trời đất ơi, con là cháu của chú với Thím đúng không? Không lẽ giờ con đi gạt chú với Thím? Mà con lấy cái ví dụ là ai? Anh rể con chứ ai? Sao? Hút thuốc rồi uống rượu, ta nói cái gan, cái phèo, cái phổi gì, ta nói nguyên cái bộ đồ lòng là te tua, tét lét hết rồi. Rồi sao giờ? Rồi sao rồi? Uống nước thánh, mang nước thánh về nhà uống cái tự nhiên ngưng, không hút thuốc, không uống rượu nữa. Bây giờ ta nói khỏe re như bò kéo xe luôn với chú Thím. Mày nói thiệt không? Thiệt. Mày chỉ chỗ đi, hai đứa tụi tao tới liền nè. Dạ, để con chỉ cho. Ừ.
đang cúng mà. Trời Tư ơi, ta sắp thăng rồi mà nữ nào ám hoài vậy? Dạ dạ, tại vì con hay mũi lòng lắm á. Nam với nữ. Dạ. Báo danh tánh cho bề trên dễ làm việc. Dạ dạ, con là Năm Khỏe. Dạ, con tên Tư Lành. Dạ. Năm Khỏe, Tư Lành. Dạ. Đi về đi. Dạ sao vậy? Sao vậy? Con tới khám mà. Khỏe mạnh lành lặn tới đây làm chi? Dạ không, dạ, cái phải. Tên vậy thôi chứ còn yếu ý, lắm. Ý của tụi con là tụi con tới đây là... Khỏi. Nói vậy thôi. Chứ nhìn nữ với nam này dạ. Là ta hiểu hết. Dạ. Hay quá, hay quá. Ta nói biết nè, nhìn vào cái hoàn cảnh hai người là ta biết cưới dạ. nhau lâu lắm rồi mà chưa có con. Đúng dạ. không? Ê, trời nói chung là ta nói vậy đó, nhiều trường hợp lắm. Tụi con á không phải tới đây cầu con. Dạ. Bởi vì tụi con phải là vợ chồng. Dạ. Tụi con đang mới trong vòng tìm hiểu yêu nhau. Ê, trời, dạ không phải, hàng xóm của nhau thôi thiên sứ ơi. Dạ. Hàng xóm. Ảnh bệnh. Bệnh phải không? Dạ. Nam bị bệnh gì? Dạ, bị dạ. thận. Yếu. Yếu thận. Dạ. Yeah. Uống thuốc hoài không hết. Dạ bề trên cho con mượn. Dạ mượn gì ạ? Mượn nhang. Sao ta làm phép nữ ám ta hoài vậy? Dạ. Đó. Rồi, chỉ còn một đường thôi, chữ thập thôi. Là con mắt của nam hiện ra nói lên tất cả. Nói gì? Hên á. Hên là vợ của nam đưa nam tới kịp. Dạ không, bạn gái. Dạ. Chứ không mà nếu để trễ một tuần thôi. Dạ. Là hai cái thận của nam nó rụng luôn. Dạ. Trời ơi. Ủa sao trời sao, ơi, thầy sao? Nói gì ghê ghê vậy thầy? Tự nhiên thầy giờ này mà thầy biết hai cái thận sắp sửa rụng. Hai ta phán buồn cái là con mắt nó nói lên tất cả rồi. Dạ, hay dạ, quá, dạ, dạ thầy hay dạ, quá. Nói chung là bình tĩnh. Dạ. Hết sức bình tĩnh, không có gì gọi là manh động hết. Dạ. Không có khẩn trương, gặp ta rồi ta trị trị dạ. cho. Dạ dạ, dạ dạ, cảm ơn thầy. Dạ dạ, thầy chữa giùm đi ạ. Nhưng mà trước khi muốn chữa thì mình phải nói chung là ra mắt tổ nghiệp, mình làm một cái hành động gì nó nói chung là nó thiêng liêng chút. À, đặt dạ. tiền tổ đó, ý thầy nói là đặt tiền tổ dạ, đó. Dạ, từ dạ. từ. Dạ thôi để tôi đặt. À. Dạ. Bao nhiêu vậy? Nói chung là tùy lòng hảo tâm, tiền à. Nhiều thì tai họa bay đi. Dạ. Tiền ít dạ. thì còn dương vấn. Dạ. Dạ dạ thôi tiền dạ, nhiều. Dạ nhiều đi không thì nó dương vấn nữa mất công lắm. Dạ. Bình tĩnh, bây giờ ngồi yên. Dạ. Để ta cầu nguyện. Dạ. Mẹ ơi, âm bình ơi. Mẹ ơi. Này. Hả? Tổ về đó bà. Ờ. Tổ còn tin quá hả? Cái gì vậy? Tin quá, tụi nghe giọng cổ tin kìa. Tao nghe điện thoại. À. Alo. Có mồi ngon hả? Ừ, ở đây cũng có hai con mồi ngon lắm. Đợi tao một chút đi, tao ra liền nha. Rồi. Cái gì vậy? Xong. Dạ. Thiên sứ ơi, nghe thiên sứ nói gì mà mồi ngon á. Mồi ngon là sao? Dạ rồi, nói gì nghe hai. Gì, nghe gì? Mồi ngon, con bệnh gì mà mồi ngon? Không, làm gì nghe lộn. Bệnh thận mà chuyển qua lên tới, nó di căn tới lỗ tai luôn nghe. Tầm 7, tầm 3 không? Dạ. Gì có mồi ngon. Thôi dạ. Bây giờ vậy. Nam cầm cái chai thuốc này về uống á, mình uống khoảng chừng một tuần ha, mỗi ngày đó hai nắp đó, uống xong một tuần đảm bảo với nam luôn là tuần sau là hết mạng luôn. Dạ, dạ, thầy ơi, hết mạng là chết hả? Chết thầy ơi, hết bệnh trời ơi, sao rối quá, hết bệnh. Dạ dạ được, dạ tụi con cảm ơn dạ. thầy ạ. Dạ, dạ thôi xin phép thầy hai đứa tụi con về. Dạ. Dạ, để dạ. có gì rồi nếu mà bớt thì tụi con sẽ lên nữa à. Dạ, dạ, dạ cảm ơn thầy à. Dạ, dạ cảm ơn dạ. thầy. Dạ. Trời đất quỷ thần ơi. Thiên hạ giờ mà còn tin ba cái vụ bùa mê này kia để tiền mất tật mang nè. Ác nhân ác đức dữ anh không tài, à. Anh Tài, anh nói vụ gì vậy? Tại cái vụ, ba cái vụ mà cái gì khu vườn kỳ lạ ở dưới huyện Tuốt Luốt gì đó. Ê, từ. Vụ khu vườn kỳ lạ bữa nay lên báo nữa rồi kìa. Biết rồi, kệ người ta, đâu dính líu tới mình. Ê trời ơi, sao không dính líu? Tôi đang đi trị ở dưới mự. Quên hết. Đây. Anh Tài. Cái gì? Mượn. Bà coi cái. Mượn ơi. Đọc coi nó ghi cái gì trong đó. Tại khu vườn này, à. Mỗi ngày có hàng ngàn người đến tụ tập, đúng rồi, đứng xếp hàng luôn vậy đó. Đông lắm. Vì cho rằng khu vườn đó có chức năng chữa bệnh do thiên nhiên ban cho. Đúng rồi đó.
người bệnh đến đây nằm xuống khu giường này là hết bệnh. Đó thấy không? Thì bữa nó bắt tôi nằm cởi đồ đã nằm xuống đó đó. Sau khi cơ quan khoa học công bố khu giường này cũng bình thường như các khu giường khác, nên cơ quan công an đã giải tán những người tụ tập tại đây. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo khu giường kỳ lạ ở xã Mù Mịt, huyện Tuốt Luốt đó. Đúng rồi. Không hề có khả năng chữa bệnh như thông tin đồn thổi. Nhưng sau một thời gian im hơi lặng tiếng, khu giường kỳ lạ này đã hoạt động nhộn nhịp trở lại, với hàng trăm người từ phương xa tìm đến hy vọng chữa bệnh. Hàng trăm người, trong đó có mình đó. Mình. Ê, ê, nè nè, có hình ông Thiên Sứ bị bắt nè, có phải hình chả không? Phải rồi, hình thằng cha Thiên Sứ nè. Trời ơi, tôi chết rồi. Vậy là anh chị là xuống dưới chữa bệnh đó hả? Đi chữa bệnh nè. Hay quá, tôi tưởng là chị tụi này với chị là mấy kẻ lừa đảo này, chỉ lừa gạt được mấy người thiếu thông tin thôi. Anh biết sao không, tôi bị thận mà đi trị không có hết. Cái con bé hai trong xóm mình nè, nó nói là bây giờ đi tìm cái ông thầy Thiên Sứ đi, ông giỏi lắm, trị mà trị mấy lần rồi có hết đâu. Được rồi. Cũng may là gặp anh cho tôi biết bài báo này, chứ không là tiền mất tật mang để nữa rồi. Để tôi còn làm gì để vậy tôi, để tôi. Báo công an hả? Không, này nó cũng quan trọng lắm nè. Alo, mày đó hả bé hai? Dạ, sao rồi mày nghe cái vụ khu vườn kỳ lạ chưa? Dạ nghe rồi. Dạ. Rồi dạ. Nè, tao nói mày nghe nè, mày lại đi quán anh Tài đi nghe chưa? Dạ. Tụi tao đang ở đây nè, nghe dạ, chưa? Dạ, con cũng đang ở đây. Mày. Trời ơi, mày có khùng không? Mày tới đây mày để mày gọi điện thoại tao chứ vậy? Dạ, tại vì con cũng đang rảnh mà. Con mày rảnh mày qua đây, mày qua đây. Mày ngồi đi. Mày vô đây. Mày chuyện bây giờ đừng có la nó, có la cũng rồi mình cũng đã đi khám rồi. Mà chuyện là sao mà con giới thiệu cho cô Tư rồi cho bác Năm con chữa bệnh ẩu tả con. Dạ, con chào hai chú với một thím. Dạ. Mày báo chưa? Mày đọc báo chưa? Con đọc rồi, con xin lỗi là... Ủa vậy là chú thím biết hết rồi hả? Sao không biết á? Báo đang bận biết. Không biết sớm đằng tiền mất tật mang nữa hả mày? Bởi vậy bệnh hoạn á, phải khám bác sĩ, phải chữa bệnh một cách đàng hoàng. Thí dụ đông tây y người ta phối hợp vô, người ta chữa bệnh mới hay. Đừng nghe lời đồn bậy bạ, có khi là nguy hiểm cho tánh mạng của mình. Anh nói phải thôi giờ anh bị bệnh thận phải không? Đúng rồi. Để tôi vô tôi lấy món này ra ăn, bổ thận cho anh lắm. Ủa vậy, ơi mà đâu mà anh có sẵn vậy? Tôi thận yếu như anh. Bây giờ con biết thấy luôn chưa ha. Thấy chưa bé hai? Dạ. Cũng may là bữa nay là tôi gặp anh Tài nè, chứ không là tiền mất tật mang nữa rồi nè. Thì... mày nói thiệt đi, mày ăn tiền của ông Thiên Sứ đó bao nhiêu? Trời ơi, bởi vì không có ăn cho nên mới xui vậy nè. Xui gì xui, tao nói mày nghe chưa, cũng may ha là mình qua đây mình gặp được cái tờ báo này ha, chứ không thôi bữa nay tao dẫn anh của tao đi xuống với chữa bệnh á, rồi tao thành quá phụ thì sao? Trời ơi, trời ơi, vậy trời là... chưa ý em nói vậy, nào ý nói vậy đó. Trời ơi, gì mà khói bốc nghi ngút vậy anh Tài? Chứ sao, ngày nào tôi cũng ăn món này hết à. Thơm quá à. Đó, ăn thử đi. Khoảng đang nóng đó, coi chừng đó. Cháo hả? Cái gì cháo? Ủa? Cái này là cái gì? Món này ăn tốt lắm á. Mà thôi anh ơi, tôi là tôi bị suy thận, chứ đâu phải bị suy dinh dưỡng đâu, biểu ăn chi. Đúng rồi, bác Năm nói đúng đó. Đâu có liên quan tới bệnh thận đó anh Tài. Bởi vậy bà con mình dở là chỗ đó. Không nghe thì bà con ta nói hả? Đói ăn rau, đau uống thuốc. Đúng rồi. Có nhiều món ăn á, nó hỗ trợ cho sức khỏe của mình, nó ngăn ngừa được bệnh tật, không cần nhất chữa bệnh luôn á. Dạ đúng rồi, nhưng mà bác Năm là bị thận, nó đâu liên quan gì tới cháo. Dạ con thì không có bị bệnh gì, chắc con ăn được. Dạ để con ăn cho. Ê, cái con quỷ, con hổ mày mày không bệnh ăn làm cái gì? Con nói thiệt tình thôi. Mày chứ. Để cho anh của tao ăn, nghe chưa? Mày đừng có kiểu cà chớn đó. Để được rồi. Coi chừng nóng anh ăn thử coi. Thôi, ăn bậy vô coi chừng chết á. Cái này chụp bậy à, cái này là chữa bệnh thận á, cho bác Năm mày á. Còn á, còn con á muốn ăn á để mốt bác nấu cái món ăn cho nó đẹp da nó mát người. Vậy hả bác? Ngon ghê nha. Cái món này sao anh giới thiệu sơ qua tôi nghe coi anh Tài. Đây. Tôi ghi sẵn cho anh luôn nè. Thịt lợn hầm thuốc bắc. Anh cứ áp dụng, anh cứ mua những cái món này về là anh nấu ăn là được à. Đâu dạ sao anh? Có cần tôi đọc không? Anh đọc, dạ, anh đọc cho tôi nghe đi. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Nè, thịt lợn hầm thuốc bắc. Công dụng á, là tu bổ can thận, ích khí khởi nguyên. Ra chợ mình mua Hoàng Kỳ 30g nè. Đại táo rồi 10 quả. Đơn quy 10g. Rồi kỷ tử 10g. Thịt lợn nạc 100g nha. Cách chế biến á, là thịt lợn nạc á, mình rửa sạch đi rồi mình thái miếng ra. Còn các vị thuốc á, cũng rửa sạch luôn là cho vào nồi hầm cùng với thịt lợn thật là nhừ. Rồi nhớ nha, khi mà nó nhừ rồi mình mới bỏ bả Hoàng Kỳ với bả đương quy á, mình bỏ ra ngoài. Nêm gia vị cho vừa ăn, chia ăn vài lần trong ngày.
nhớ được bao nha. Lâu ăn được bao lâu ăn có thể ăn liên tục trong vòng một tháng bảo đảm á, bệnh thận của anh á nó sẽ suy giảm liền không chừng hết bệnh luôn. Trời ơi, cái anh cho em xin tờ giấy này em về em nấu cho anh Năm của em ăn. Đúng rồi, nè, về coi cho kỹ, nấu cho ăn. Cái món này ăn ngon mà trị bệnh nữa, ba cháy à. Trời ơi, chú ơi, thiệt đúng không chú? Đúng. Rồi, để con đi báo cho bà con dòng họ chòm xóm rồi làng xã mình biết hết. Chỉ còn một tiếng thôi là mọi người biết hết luôn á. Tớ thấy cho nó nhiều chuyện vậy, nó nhiều chuyện nữa kìa. Nó không, nhiều chuyện nhưng mà lần này nó nhiều chuyện, nó cứu được nhiều người đó à. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã có những giây phút thư giãn cùng với chương trình. Còn bây giờ là lúc chúng ta cùng gặp gỡ hai vị khách mời quen thuộc. Xin được giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Đông y Phan Quốc Hưng. Xin chào Tuyết Vinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy. Chào Tuyết Vinh, chào bác sĩ Hưng, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa hai bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta đã được chương trình giới thiệu đến món thịt heo hầm thuốc bắc. Thì có thể nói thịt heo là một thực phẩm rất là quen thuộc. Vậy thì với món ăn này, thịt heo và các vị thuốc trong bài thuốc thì có những cái tác dụng gì về mặt đông y ạ? Thì đây là cái món nó thịt heo ha, nó hầm với bốn cái vị thuốc của đông y, đó là đại táo, đương quy, hoàng kỳ và kỷ tử. Thì cái thịt heo đó là một cái món ăn phổ biến của cái người dân Việt Nam mình. Thì mình thấy thịt heo nó có một cái vị ngọt, tính nó bình, nó không có độc. Thì nó ăn nó có tác dụng theo đông y nó là nó bổ khí huyết, nó mạnh gân xương và nó bổ dưỡng là ngũ tạng luôn. Thì dùng bổ dưỡng cho những người mà sau khi ốm mới dậy nè, những cái trường hợp mà suy nhược cơ thể đó. Rồi người già hoặc là trẻ em mà suy dinh dưỡng thì mình bổ sung cái thịt heo cũng rất là tốt và ngon. Thì cái bốn cái vị thuốc đó là cái hoàng kỳ. Thì trong đông y cái hoàng kỳ nó là một cái vị thuốc. Nó có tác dụng là bổ trung ích khí ha, nó kiện tỳ phế thận, nó quy kinh tỳ phế thận á, thì người ta thấy là cái hoàng kỳ nó có những cái tác dụng như là bổ khí huyết nè, bổ trung là nó kiện cái tỳ vị, nó kích thích cái ăn uống nữa. Ngoài ra những cái trường hợp mà phổi, bệnh phổi là mãn tính á, trường hợp lo ho lâu ngày á, thì người ta dùng cái hoàng kỳ cũng rất là tốt. Ngoài ra thì cái hoàng kỳ nó có tác dụng nó bổ thận nữa, thì người ta thấy rằng cái những cái triệu chứng như là đau lưng ha, tiểu đêm mỏi gối, ù tai hoa mắt chóng mặt hoặc là suy sinh dục ở nam thì cái hoàng kỳ cũng bổ dưỡng rất là tốt cho những cái triệu chứng mà thận hư. Cái vị thuốc thứ hai đó là câu kỷ tử, thì mình thấy là câu kỷ tử thì nó cũng là một cái vị thuốc có vị ngọt tính bình ha, nó là quy kinh là can thận, thì người ta thấy là cái câu kỷ tử nó cũng có tác dụng là bổ can, nó trường hợp mà gan mà yếu á, hoặc là trường hợp mà thận suy như nãy tôi nói thì cái vị thuốc này cũng rất là tốt. Ngoài ra thì cái đương quy á nó cũng có tác dụng giống như cái câu kỷ tử vậy đó. Nhưng mà nó có tác dụng thêm là nó bổ huyết, những cái trường hợp mà phụ nữ mà sau khi sinh á đó, thiếu máu á, hoặc là sau khi sinh thì cái huyết nó kém thì bổ sung cái đương quy cũng rất là tốt. Và cái vị thuốc nữa là cái đại táo, thì mình thấy là cái đại táo là một cái vị thuốc mình cũng hay gặp, táo đen hoặc là táo đỏ ha. Thì mình thấy là nó cũng có tác dụng là bổ tỳ vị và phế thận, thì người ta thấy đại táo thì ăn vào thì nó cũng dưỡng phế ha, và bổ thận, giống như là nhìn nãy mình nói những cái tác dụng mà thận suy đó. Thì nói chung cái tóm lại những cái món ăn này mình thấy là bổ dưỡng nè cho những cái người mà suy nhược cơ thể, những trường hợp mà thận hư ha, thận hư nãy tôi có nói có triệu chứng rồi. Ngoài ra những cái trường hợp mà tỳ hư á, ăn uống đầy bụng khó tiêu thì dùng cũng rất là tốt. Ngoài ra nữa là những cái trường hợp mà phế hư, ho lâu ngày, trường hợp viêm phế quản mãn thì bổ sung cái món ăn này cũng rất là tốt. Về mặt đông y thì như vậy, nhưng mà không biết là về mặt dinh dưỡng thì theo em biết thịt heo thì là một nguồn thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng rồi. Còn các vị thuốc về đông y thì có cung cấp cho chúng ta giá trị dinh dưỡng nào không chị Thủy? Giá trị dinh dưỡng từ thịt heo á, thì mình có thể tính là đây là một thực phẩm giàu đạm. Nhưng mà thật sự là nếu mà ăn heo thì nó có phần da heo, rồi mỡ heo, rồi thịt nạc nữa ha. Thì trong mỗi thành phần đó cái giá trị dinh dưỡng nó khác nhau. Trong cái da heo á, thì chất béo khá nhiều, và đặc biệt có một thành phần collagen là nó giúp cho đẹp da, căng da và giúp cho trẻ hóa. Đặc biệt ở những người lớn tuổi thì cái collagen dưới da nó ít hơn. Mỡ là thành phần cung cấp chất béo, cung cấp năng lượng rất là cao. Và đồng thời trong mỡ thì có nhiều cholesterol, chất béo no bão hòa. Và nếu chúng ta dùng quá thường xuyên, quá nhiều trong những ngày trong tuần thì cái lượng mỡ dư có thể là nó sẽ làm tăng mỡ trong máu, cũng như là làm sơ mỡ động mạch, rồi dẫn đến những biến chứng về tim mạch hoặc là về thần kinh.
viên và thịt nạc á, thì mình lưu ý là cái phần nạc heo á, dù thịt nạc nhưng mà vẫn có chứa khoảng 20 gram mỡ trong 100 gram thịt nạc, cho nên là ăn thịt nạc heo thôi là cũng có chất béo rồi. Dạ. Nên chúng ta hạn chế đừng có ăn nhiều cái chất mỡ mà nó bên cạnh cái miếng thịt nạc đó. Thịt nạc heo thì chứa rất nhiều chất đạm, rất là tốt cho sức khỏe, và những cái acid amin đó cũng khá tốt, dễ tiêu hóa và lá lành, ít gây dị ứng. Bên cạnh đó thì trong thịt heo cũng có nhiều cái khoáng á, như là canxi hay là chất sắt để bổ máu, và những cái loại vitamin khác nhau. Thì nói chung là thịt heo là nó khá là tốt cho sức khỏe, và chúng ta có thể dùng một người trưởng thành khoảng một bữa ăn thì mình ăn khoảng 50 đến 60 gram thịt heo là vừa đủ. Bên cạnh đó thì những cái loại thuốc bắc đưa vào thì mình thấy là có táo tàu. Thì đại táo là một cái loại trái cây khô, thì trong đó cái thành phần đường, đường fructo nó cũng khá cao, nhưng mà nói chung là mình ăn chắc không nhiều ở trong món ăn này, cho nên nó cũng không có phải là đem lại năng lượng cao. Nhưng mà cái tốt nhất là cái phần kali ở trong cái quả táo khô này nó rất là tốt, và kali thì rất là tốt cho mình trong cái việc điều hòa tim mạch cũng như là huyết áp. Dạ, xin được cảm ơn hai bác sĩ rất nhiều đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, phần trao đổi của hai vị khách mời cũng đã khép lại chương trình Quán Bún Mùa kỳ này. Chúc quý vị sẽ có thêm một sự lựa chọn cho bữa cơm gia đình của mình với món thịt heo hầm thuốc bắc. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.